sao trắng nhỉ? Để đi. À, cho xin ơi, xin nữa. Thôi, ôi, xin chưa, ơi. Xin chưa, kệ, đang chơi ấm. Thế mình phải xuống trước xem ấm chưa hả? Này, mấy người nhìn nó pha đầu tiên cũng... Thành công rực rỡ đấy mọi người nhá. Em đi. Chị bảo em muốn lên sóng qua đây trả đi. Lại bơi đi, bơi đi, tránh được tao một cái em vào trong bơi bơi rồi. Đây là bể bơi thạch nhé mọi người nhá. Đây là chính xác là một cái bể bơi thạch kinh nghiệm ấy. Sao nó không kia? Mày ấy. Anh lôi em vào với. Anh ngồi được luôn. Ôi thôi mày làm. Mày làm thụt mất rồi. Thế để tao từ bên mé bên này. Mày lôi luôn. Giờ chạy cái gì hết rồi đấy em. Giờ mới nhảy làm gì nữa. Xin vào đây ông, ấm lắm. Đây, vào. Xin vào đây chơi ấm. Ui, ở dưới nó vẫn nóng bốc hơi này mọi người. Đáng nhẽ ra nếu mà nó nguội nguội hẳn đấy thì nó sẽ đông đặc. Ui. Đi ra đi. À, từ từ, tao phải lặn hoạt. À, xin vào không? Có. Ui, vào đi, vào đi, ấm lắm. Ấy, cho nó thả vào đó, ấy, ơi, nào, đây, đây, thử xem từ lặn phát nhá, hụp, nào, đi. Mọi người nhìn nào? Nhìn mình thử lặn xem nhá. Nó có một cái đây. Thử lặn làm sao được, anh phá hết cạch rồi, ui, anh phá hết cạch rồi. Ui, ẩm thế. Ui, quá nhỉ. Chứ không chín, tắm bể bơi ấm nhỉ. Ui, lại luôn. Ui, tai luôn. Ui, lại ấm này. Ở dưới này bỏng nhỉ. Mày lặn xuống rồi xem. Quê lắm. Ui. Ui, anh ơi. Đây. À, cái quả mơn này. Quả mơn nó quả màu xanh hôm nay rồi chín luôn. Trứng. Trứng vàng luôn này. Trứng đâu hút. Ăn thử miếng. Trứng. Tìm trứng. Hả? Phải lâu. Ấm lắm. Đây này, quả dưa. Ôi, quả dưa thành một lỗ luôn này. Ui, lấy quả dưa ra kiểu gì? Mau quả dưa ăn luôn nhỉ. Đây, lấy quả dưa ra nhá. Đấy, thành một lỗ. Nó vẫn còn nóng thế nên là cái thạch này nó chưa đông hẳn nhá. Nếu mà để nó đông hẳn thì chắc là cứng luôn đấy. Nhưng mà tắm như thế này mới phê này. Ấm rồi. Ôi. Cái quả này nhá, mà một mình em chơi nó đấy, không bị vỡ đâu. Tìm trứng đi. Wow. Hôm qua để trứng ở đâu? Xin quả trứng đi. Cảm giác nó phê nhá. Nó nổi người. Đây anh ơi. Hả? Trứng này. Chị ăn trứng không chị này? Đây, trứng này. Đang quả. Trứng này là quả này. Hút, trứng hút. Xin ăn nó. Xin trứng không? Trứng không? Trứng qua chắc là nó chín rồi mọi người ạ. Chín này. Đây, anh em mình ăn sáng luôn á. Anh xin nó thích quá, nó đang ngồi im luôn. Trứng. Mời mọi người ăn sáng cùng anh em mình nhá. Xin đừng đáy hiểu nhé. Ngồi im nghe căng thẳng ghê lắm. Ôi. Cảm giác nó nhớt nhớt, nó phê lắm, nó sướng nhá. Này, da mình à. Đấy. Đây gọi là cái bể tắm nước nóng ấy. Phê lòi luôn. Ôi. Ui, không di chuyển được mà. Từ từ, chính để tí nữa mình lấy, để ngâm cho nó ấm. Đây này, nhà mọi người nhìn này. Ây, nổi luôn. Này. Đấy, nổi luôn, trứng không chìm được nhá. Cục thạch này siêu trong này, trong suốt này. Đấy, wow. Đấy. Như kiểu tảng băng ra. Như kiểu anh em mình đang chơi băng ở Bắc Cực ấy. Đấy, thấy chưa? Ui. Đây, đây mà thạch này mà không hết hạn thì anh em mình cho đá vào làm một bể bơi thạch khổng lồ. Nhìn nó nổi nhá mọi người nhá. Anh ơi, để em thử lặn qua đây. Không, đây. Đây. Có lúc nãy mà nằm ở trên bề mặt nó sướng đuôi rồi kìa. Bên
nổi luôn. Tự nổi luôn nhá. Cái này ui. Từ từ. Ui, ấm sướng lắm. Đây. Nó vào đây nhé. Nó ấm. Bây giờ mình sẽ không bị bỏng quá đâu. Thử một quả trứng. Nào, thử một quả trứng kia nhá. Trong trong cái gì ạ? Ui. Thế rồi, lại bắt đầu mưa rồi. Nhưng mưa mà mưa tắm mưa ở trong này sướng. Ấm quá. Có người bảo trứng nó chín không? Mình nghĩ là nó chín đấy. Ui. Trứng vào à? Làm em chín mồm. Làm tí. Chưa đập bên kia. Nó vào nhưng mà nó còn... Nó còn sống à? Nó sống à? Nhưng trứng tròn ấy nhưng nó không ấm. Quả này bị hỏng mất rồi, chín nó kiểu nó chín đấy mất đấy. Quên mất anh em mình cho vào lúc nó nóng quá. Tầm này cho vào này, nếu mà để như tầm này nhá, để đến tầm sau anh em mình lại phủ lại xong để đến tối thử xem nó thế nào. Hả? Anh mày ăn hết rồi nó. Muốn lắm mà. Ăn như trứng tròn này. Nào, đánh ra tao thử lại. Em lại có con nữa. Nào. Em thử lại đâu. Ôi, đẹp không mọi người nhìn thấy nó đẹp như kiểu kiểu ở bên bên gì nhỉ? Ui, bên này ấm ấy nhỉ? Cái này ấm, cái này thạch nó còn đang cô đọng. Tặn đi, nhấn cái đít xuống. Không lặn được rồi, nào tránh ra. Tránh ra, à, nhìn vào đây. Nhìn thấy này, tránh ra. Tôi là anh gấm mà ở mắt em ra. Quất. Tránh ra để tao hụt. Sang bên đây, đây là một chuẩn bị một con ếch. Dâu mình dài không đi vào được đâu, nó mắc cả. Dâu mình nghe có vẻ. Ui anh ơi. Nào tránh. Trong này đồ đông cứng hơn. Tránh nha. Có miệng đấy. Trong miệng này đồ đông cứng hơn mọi người ạ. Đây này, nó cục về không cứng, sợ không lôi được lên này. Đấy, trong mép này nó lạnh hơn, ở cái mé bên kia luôn. Này. Phê lắm. Đây. Trong bên này nữa. Ui, phê lắm mọi người ạ. Phải nói. Cảm giác như tắm ở trong một cái... nói chung là không thể tả diễn tả ấy mà. Quả dâu. Dâu đây là dâu thạch. Ui sao dài thế. Cảm giác nó lạ lắm tại vì anh em mình chưa được tắm kiểu này bao giờ. Đấy. Anh ơi. Đúng thời điểm nhá, tắm nó ấm. Đây. Anh ơi. Đấy. Thế này thì bao giờ anh em mình phải đun bông thạch bằng nước lá thuốc ấy nhỉ? Xong rồi đây tắm. Ừ. Tắm sạch là thôi là phê đấy nhỉ. Ui giời. Nó trong xanh nó đẹp luôn nhá. Mảng thạch này. Thấy nó chưa? Như kiểu có sứa ấy nhỉ. Ờ như kiểu sứa. Sứa à. Ây ây ây. Đây đây, trong góc này này. Trong góc này mới là siêu phụ. Ui, nó chặt xuống dưới tận dưới nhá. Ui, sao lại có hóa thạch kia đấy. Đây là hóa thạch của con khủng long thời tiền sử. Khủng long bay nhá mọi người nhá. Con này rơi vào bể này 300 triệu năm về trước. Đây, múc cho mọi người xem một cục thạch siêu to khổng lồ nhá. Ui, cái bể này nó giết tay anh này. Đó. Ui, trơn quá, trơn. Cái bể này mà là tay, sâu nhỉ? Nào, vớt cho mọi người xem cục siêu to khổng lồ đó. Không vớt được rồi. Ây, nặng quá. Ui, đây. Nó lên trên nó lại tan á. Đấy. Thôi, chết nó rồi. Nó sướng nhỉ? Đấy. Như anh em mình ra. Chơi với sướng. Anh em mình ra biến một gọi là một anh em mình đã biến cái gọi là vô giá trị thành có giá trị, mọi người biết là cái gì không? Từ những hộp thạch hết hạn sử dụng, anh em mình đã làm thành một cái bể bơi. Đấy, làm thành một cái bể bơi cực kỳ thích nhá. Sướng, ấm.
tắm dưới trời mưa đó. Trả lời này, quả dưới trời hôm qua mà tranh hôm nay cũng vắng. Trời nó nóng. Không ai được ngứa được. Cảm giác nó như một cái gì đấy nó lạ. Nó... À, mình sẽ thử bơi ngửa nhé. Nằm ngửa lên. Mày dính nó màng mắt rồi. Bơi ngửa thì không cần đấy. Ui, nó dính, cảm giác nó dính vào mắt, nó mới thấy sót sót mắt không? Không sót. Hay là nó cứ dính dính. Toàn thạch luôn nhá. Nó không kiểu như tắm nước đâu, áo kiểu mình tắm trơn nó... nhiều nhiều luôn đấy. Nó tắm nó lạ lắm, nó phê lắm, nó sướng. Sơ vào cái áo của mình ví dụ như kiểu là đâu. Một con khủng long gì nó nhả nước dãi vào người. Anh ơi này, trong tay em này. Đây nha, sẽ thử thử ném thạch xuống xem nó bắn thạch lên không nhá. Đâu, từ lấy một cục băng thạch đã. Thạch băng đấy, này. Nó phê lắm nhá, nó kiểu mềm mềm nhá, nó như kiểu cầm vào sứa biển. Ấy. Cầm vào sứa hay là cái gì đấy nhá. Nó lạ lắm mọi người ạ. Sứa thì nó ngứa. Tao đang cố gắng để cầm một mảng to lên nhưng mà. Đây. Ui, rơi mất rồi. Nó không bắn được lên đâu. Nào tránh ra. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra không rơi vào đầu rồi. Nào, bây giờ liệu rằng nó có đập xuống không? Nó sức cản nó lớn hơn nước rất là nhiều. Phê nhờ. Nếu mà nó đóng đâu thêm một tí nếu nữa mà... thì anh em mình mắc cạn ở bên trên phê nhờ. Nếu mà không phải do trời mưa ấy thì anh em mình sẽ để đến tối, để đến chiều mới quay á. Lúc đấy, có một nó, lúc đấy nó thạch nó đóng băng cực cứng lại rồi ấy, thì nó kêu hơn. Nhưng mà do thời tiết trên mình đang mưa quá cho nên là anh em mình phải làm luôn để cho mọi người xem kết quả. Ui, với lại anh em mình cũng hơi bị nóng lòng. Ôi này, đây, nhìn cái mép nó này. Ui, mép nó hay đông hơn. Rồi, đông hết rồi. Đấy, đây, sạch. Rạch mép ra, ấy, 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 rồi, ui, đây này, ấy, ấy, đây, đây, đuổi lắm, đây, nhìn mép này cũng thế nhá, rồi, ấy, đấy, thấy chưa, đấy, có mọn nhá. Hả? Chua lắm. Mọi người thấy bốc bốc hơi như tiên cảnh chưa? Chua kinh luôn, ăn thử à. Hả? Không. Chua. Không. Nếu mà cái thạch này không hết hạn thì ơi. Như cảm giác như mình mọc trên tóc. Đó. Đấy, em này. Đó, ai vuốt 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 tóc cho tí. Tóc dài luôn nhá. Không phải tam mao nữa, đấy, tóc dài. Đấy. Thì em phải lặn thì có màng mới được. Đấy. Sao? Đây. Kiểu hất, hất kiểu. Đấy. Đấy, tôi đưa mắt ra. Lặn vòng quanh kia vào. Vòng quanh bể. Wow. Đây đây. Nhìn là mình sẽ làm cho mọi người xem một lần nhá. Nhìn này. Bơi được. Nó mắc quá. Anh ơi, anh có thấy nóng lỗ tai không? Nó mắc vào lỗ tai, anh nghiêng cái là nó rơi mà. Đừng chạy nó chưa ấy. Chưa hả? Phì quá. Sướng. Sướng quá. Anh thoải mái quá.
mọi người muốn là anh em mình làm một cái bể bơi bằng cái gì nữa thì cứ comment ở bên dưới nhá. Mình đang tính là sẽ làm một bể bơi máu. Mọi người biết bể bơi máu là sẽ như thế nào không? Là anh vào bể bơi này em chọc chết anh ạ. Ra đây có bí mật với mọi người, đợi mọi người cứ đợi là khi nào nắng lên một chút mình sẽ làm một cái bể bơi máu. Còn zoom bay. Đây, cục thạch trâu trâu khổng lồ. Mình sẽ cố gắng nhấc nó lên, nào mau lên trợ giúp cái. Nó cục này nó phải nặng đến khoảng tầm 20 tấn. Nhưng mà sức khỏe của anh em mình rất là siêu phàm. Thế nên là sẽ nhấc nó lên. Đi này em lấy ra này. Đây, đi nè, lấy cái